trải nghiệm, thời gian để mà nhìn nhận, chứ đừng có lao vào nó mà chưa có kịp hiểu gì hết là đi lá đi bụi đấy. Mà chưa, à, hôm nay em chia sẻ cho anh em để anh em hiểu rõ một vấn đề này nhỉ. Đừng trở thành ra những cái người mà để mà đi mua kiến thức, mua kiến thức và biến cái kiến thức nó trở thành ra kỹ năng giao dịch, nó hoàn toàn khác nhau nhé. Bởi vì nếu mà chỉ là gì nhỉ, người đi mua kiến thức thôi thì mọi người phải hiểu rằng là nhỉ, đi mua kiến thức về mà đánh được là chỉ có đi đóng tiền học xong rồi về mà nói đánh được thì xin lỗi là gì nhỉ, em mở mẹ cái mà cái chương trình dạy nói tiếng người cho bò nó nghe thì nó cũng nói được tiếng người. Mọi người phải hiểu rằng người nhà để mà biến được nó thành ra cái kỹ năng giao dịch của bản thân mình thì nó phải cả cái quá trình mà anh em mình phải gì nhỉ, trải nghiệm và phải có sự vấp ngã đấy, nhìn nhận. Và trước khi mà muốn trải nghiệm, muốn vấp ngã ở trong đó thì bản thân chính anh em phải thấy được những cái người đứng ra chia sẻ giống như em là người thầy dạy này, em phải chứng minh vào thực tế. Và gì nhỉ, trong cái thời gian đó, trong cái thời gian để mà gì nhỉ, anh em nhìn nhận và đánh giá được những giá trị này trên thị trường thì bản thân anh em phải gì nhỉ, ngồi giao dịch thực tế với em, theo dõi được cả quá trình em vận dụng, chứ không phải gì nhỉ, về lén ra mở tài khoản ra để mà giao dịch. Bởi vì kiến thức là cần cả một cái khoảng thời gian rất là dài để gì nhỉ, để mà mình thấm, để mà mình hiểu được cách xử lý. Chứ không phải nhỉ, mình học thuộc về xong rồi bản thân anh em mình ra ngoài là anh em mình đòi anh em có thể vận dụng được. Hiểu gì để mà vận dụng. Thế nên em luôn luôn nhắc một vấn đề này nhỉ, là anh Nhân này, cầm đây trong này có 5 cái tài khoản này, em thay đổi một cái 10 cái nhé. Thì bây giờ anh phải hiểu rõ một thứ này nhỉ, anh muốn vận dụng được cái kiến thức đấy, anh phải ngồi anh theo dõi em để mà gì nhỉ, em đưa cái kiến thức này vào trong thực tế thì lúc đấy anh mới hiểu được rằng nó định hình như thế nào. Chứ còn dạy vào ngày thứ bảy hay là chủ nhật để mà nói quá khứ, chỗ này sell, chỗ này buy, xong chỗ này sell, mày mang mẹ tài khoản ở đây, mày là thầy, mày nói được chỗ đấy buy sell thì mày chứng minh cho tao cái tài khoản chỗ đấy, có đúng không ạ? Còn mọi người đi theo em có phải thấy ngồi theo dõi em là em đánh thực tế không? Buổi sáng ra thì mọi người thấy không? Ở trên website này không phải là nhỉ, là em đưa ra cho mọi người một giá trị được gọi là nhỉ, chỉ vào đây nhìn lệnh, đó là nhỉ, để mọi người phải kiểm chứng giá trị nhỉ. Mọi người trước khi mở cái lệnh này ra thì bản thân anh em phải cho được lệnh của mọi người. Đây. Thấy không? Em cho lệnh. Mình phải nhìn nhận, mình phải đánh giá, mình phải đưa ra được các giá trị đó trên thị trường. Chứ mình đừng có trở thành những cái người mà gì nhỉ, được gọi là nhỉ, chỉ đóng tiền học đấy. Người đấy là người đi mua kiến thức. Mua kiến thức về thì làm sao mà áp dụng được. Mình đầu tiên của quá trình mà mình muốn trở thành kỹ năng được thì mình phải rèn luyện, thì mình mới có thể thích ứng được trong thị trường. Kiến thức không phải là một giá trị mà bản thân anh em mình tham gia vào mà đòi là nhỉ, một sớm một chiều anh em có thể vận dụng được. Rồi ngồi theo dõi em đánh like, rồi theo dõi em thì nhờ vận dụng kiến thức vào trong thực tế thì có phải phải quan sát cả những cách mà em xử lý tình huống ở trên thị trường không? Rồi trong cái cách mà quan sát em xử lý tình huống ở trên thị trường đấy thì mọi người có phải là nhờ phải quan sát tiếp theo, đó là tâm lý của em giao dịch ở trên thị trường không? Mới đầu vào sẽ là nhờ chưa hiểu cái gì hết, bởi vì vấn đề nhờ có sự trải nghiệm đâu. Bởi vì vấn đề nhỉ, em có chia sẻ chỗ đấy ra là sẽ bị vướng phải. Mọi người sẽ nói rằng nhỉ, tôi sẽ không bị. Nhưng mọi người chưa trải qua thì làm sao mọi người biết được rằng mọi người sẽ không bị vướng phải. Tiếp đi nhá, có mấy cái đó. Cái đấy. Thế nên mọi người phải xem xét lại cái vấn đề đấy nhỉ. Bởi vì vấn đề nhỉ, mọi người chưa đi qua được những cái mà gì nhỉ, cái khúc mắc ở trên thị trường, ở trong cái kiến thức đấy thì mọi người hiểu đâu để mà né, mọi người hiểu đâu để mà điều tiết được cái vấn đề này, có đúng không ạ? Giống như ngày hôm qua nó đi đây đó, các cái vùng giá có phải nhỉ, em đã định trước không? Và mọi người thấy anh em ở trong hội người ta có tự quyết được chuẩn không? Hôm qua ông Hòa ông ấy sell ở tại 1813, ông Hồng Lê sell tại 1811,
Nhưng mà thấy không, cái lúc mà ông ấy phát ra hai mấy ông phát ra những cái lệnh đấy thì mọi người thấy là gì nhỉ? Em có nói gì không? Không nói. Nhưng có phải cây 10 giờ em bảo thả sale đi có đúng chưa? Có đúng cây 10 giờ em bảo thả sale đúng không? Em bảo được rồi đó. Có đúng là sau đó bắt đầu là nó đổ thẳng xuống không? Đó, thì khi mà gì nhỉ? Đưa ra những giá trị đó, tại làm sao mà gì nhỉ? Em luôn luôn theo dõi học viên để mà gì nhỉ? Nhìn vào trong đó. Là gì nhỉ? Bởi vì xem họ đưa lệnh ra với cả mình như thế nào. Bởi vì những cái lệnh đấy phát ra tại những cái thời điểm đấy em thấy là gì nhỉ? Nó chưa phù hợp. Ở tại cái thời điểm đấy. Thì có phải hôm qua đến giờ là ông Hòa ông ấy rút về 5 mấy triệu đúng không? 5 mấy? Thì đây, thì mọi người nên nhớ rằng nhỉ? Bác Hòa ngày hôm qua bác thì cũng me giống như em. Thì bác làm cây sọt một phát bác ấy hốt luôn này. Đó. Thì em chia sẻ hẳn là gì nhỉ? Là cần cả quá trình rất là dài. Những anh em mà gì nhỉ? Đã, đấy là cả quá trình đã đi cùng với em, trải nghiệm cùng với em rất là lâu rồi. Và mọi người đừng có mà gì nhỉ? Mang một thứ kiến thức về đó là gọi là nhỉ? Kiến thức học thuộc. Bởi vì thị trường này không có vụ học thuộc. Mà nó phải biến nó thành những cái mà gì nhỉ? Của riêng mình. Thị trường này muốn quyết định được là bản thân anh em mình phải hiểu thì mới ra quyết định. Còn khi mà không hiểu có phải bị tâm lý không? Vào luôn luôn sợ. Và đừng có nói rằng demo là không có giá trị. Demo mọi người phải hiểu rằng nhỉ? Demo mới là thứ giá trị để cho mọi người khỏi phải mất tiền. Và gì nhỉ? Song song đó là phải có trách nhiệm của cái người đứng ra chia sẻ với anh em là phải minh chứng bằng thực tế. Làm gì có vụ mà gì nhỉ? Ăn uống thoải mái xong rồi gì nhỉ? Vào lệnh một ngày phải bao nhiêu lệnh? Có khi mọi người thấy không? Cả tuần liền em có đánh không? Không đánh. Nhưng đến điểm em đánh em quyết lớn không? Đó. Giống như đây. Mọi người thấy này. Đó em ăn này. Đó. Ăn này. Nhưng mà tại sao mà em không thích đưa những tài khoản lớn vào trong này? Bởi vì nếu mà em đưa tài khoản lớn vào thì mọi người sẽ nghĩ rằng ừ, cái này là gì nhỉ? Là phải cần có tài khoản lớn mới đánh được. Có đúng không? Thế nên là gì nhỉ? Nhiều lúc mọi người không chịu tập mà mọi người bảo là phải có tài khoản lớn mới có kiếm được. Đây có đúng không? Đây. Like này. Đây, tài khoản này, chính là tài khoản này. Đến qua em chửi bới, em bảo mẹ, mà đánh cái đấm cái kiểu gì, mày đưa mẹ đây tao phun mẹ mày luôn. Đó, cuối cùng ăn không? Đó, có phải em tối qua em in box cho anh không? Đơn giản không? Thả đi. Đó. Tại sao? Bởi vì vấn đề nhỉ? Mọi người nên nhớ rằng nhỉ? Mọi người phải tin tưởng vào sự quyết định của bản thân mình. Phải có được những cái kinh nghiệm này thì mới có thể tồn tại được. Bây giờ thì nhỉ? Muốn ăn lớn mà thì nhỉ? Cứ suốt ngày chỉ nhìn thấy một giá trị nhỏ. Muốn ăn lớn nhưng mà không chịu luyện tập. Muốn ăn lớn còn chưa đánh giá được cái mà khả năng của mình ở trên đấy có cái tâm lý của mình có thể quản trị được cái vấn đề đó hay là không, thì làm sao mình có thể mình nuôi được? Có đúng không ạ? Mình phải có những cái step mình đi, mà cái step mình đi đấy là phải đồng hành với ai? Đồng hành trực tiếp với em. Đồng hành là gì? Đồng hành không phải là nhỉ? Chỉ ngồi nghe nói về cái kiến thức như thế này hay thế kia. Đồng hành của kiến thức chính là gì? Đó là nhỉ? Phải trải nghiệm thực tế, phải thấy rõ kết quả. Và phải gì nhỉ? Phải thấy rõ những cái thời điểm để điều chỉnh những cái kiến thức đó vào trong thực tế. Em hôm nay giải thích cho mọi người tại sao sale ở đây mà em không chứng minh được thì có nghĩa là gì nhỉ? Cái đó là em nói xạo. Em giải thích được là vấn đề là em sale ở đây mà em vào được lệnh ở chỗ này thì đó mới là giá trị thật. Nhưng trước khi mà anh em hỏi thì anh em phải biết rằng nhỉ? Phải mở ra, phải phân tích với những dữ liệu, kiến thức mà em chia sẻ. Lý do tại sao mà thầy sale ở đây. Có đúng không?
Mình phải tìm được ra cái đó thì mình mới thấy được cái cánh cửa để mà gì nhỉ, sau này mình không phải vướng phải. Còn đâu mà gì nhỉ, nếu mà em chia sẻ mà em không chứng minh được thì đó mới là em là người sạm. Còn mọi người mà không chịu nhìn nhận vào cái giá trị mà mọi người đang tìm hiểu ấy, cứ hỏi là nhỉ, tại sao sell đây, xong tại sao lại bay ở đây, thì ngày mai tiếp tục sẽ là vấn đề đó, sẽ lặp lại, có đúng không? Đó. Còn đâu để mà nói về quá khứ, chỗ này là buy, chỗ này là sell. Rồi, nói về quá khứ ai nói cũng được đúng không? Bây giờ thầy nói hàng chỗ này, ê, giá đang chạy này. Thầy nói rằng thầy buy là sell. Thầy vào trực tiếp tôi coi. Hôm qua nói chỗ đấy buy em có buy không? Chỗ đó sell em có sell không? Hôm qua ngồi cái là em bắn tỉa mấy lệnh luôn đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Nó phải có những cái yếu tố gì đó để mà đưa ra. Đó. Thế nên khi mà gì nhỉ, anh em giao dịch vào thì em chỉ khuyên chắc chắn một vấn đề là nhỉ, toàn bộ anh em ở đây trong một năm đầu tiên tuyệt đối không mở tài khoản live ra đánh. Mà một năm đầu tiên là gì nhỉ, phải để cho em chứng minh cái kiến thức đó. Và trong một năm đầu tiên để cho em chứng minh thì mọi người phải ngồi chơi live với em. Ở trong Sài Gòn này mọi người rất là tiện, là có thể lên ngồi chơi live với em được không? Có thể theo dõi em được không? Rồi trong một năm đầu tiên là gì nhỉ, phải tập luyện dần dần mới là gì nhỉ, hiểu rõ về diễn biến của thị trường, hiểu rõ về kiến thức và gì nhỉ, nhìn nhận những cái cảm xúc của mình trên thị trường và đánh giá được bản thân mình. Hầu như anh em mình cũng có nhiều người trước khi mà đến học của em cũng va chạm vào thị trường rồi, thì mọi người thấy không, mới đầu vào thì cứ tưởng là dễ ăn, có đúng không ạ? Để nhìn được ra vấn đề thì lúc đấy đã mất một khoản tiền lớn chưa? Mất 3.000. 3.000 là còn ít được nhận vô. Cái đấy là em nói hẳn là phải trả giá là một khoản rất là đắt rồi. Thế nên mọi người cần phải nhìn nhận lại vấn đề. Ở các nơi khác hoặc là ở bất kỳ chỗ nào trên thị trường này không có chỗ nào dám chứng minh thực tế cho mọi người đâu. Mọi người thấy NF em đánh chuẩn không? Anh danh đi mấy em cũng lâu rồi. Thấy NF em căn lại các cái vùng giá nó chuẩn không? Vậy thì phải hỏi là tại sao thầy cắt được như vậy? Thì trong những cái buổi mà đánh tin NF ngồi thực tế với cả em có giải thích là tại sao em đặt ở đấy không? Em có không? Em có hết. Nhưng mà gì nhỉ? Khi mà đưa ra bên ngoài thì em toàn tắt tiếng đi đúng không? Khi mà anh chưa học của em thì anh làm sao mà biết được? Đó. Thì mọi người phải ngồi đấy xong rồi về nhà nghiệm lại vấn đề đấy. Chứ bây giờ thì nhỉ, mà cứ ra ngoài xong rồi mình mở ở bên ngoài bọn nó nói với mọi người là nhỉ, đánh demo nhiều là không có cảm xúc khi mà đánh live. Nhưng mọi người nên nhớ rằng nhỉ, cái cảm xúc duy nhất có thể chi phối mọi người đó là cảm xúc mất tiền. Bởi vì mọi người thích đốt cháy giai đoạn. Mọi người muốn tin được bản thân mọi người thì điều đầu tiên là gì nhỉ? Phải tin vào sự quyết định của bản thân mình. Để mà tin được sự quyết định của bản thân mình, hôm nay mình phải làm đúng, mai mình phải làm đúng, mốt mình phải làm đúng, thì cuối cùng mình có tin vào quyết định của bản thân mình không? Hôm nay có thể mình ăn được một chút xíu, mai ăn được chút xíu, toạch phát bất mẹ nó hết, cuối cùng tin vào cái gì? Có đúng không anh? Lúc ấy sợ. Đấy là chia sẻ hẳn nha. Thế nên em mới bảo ở nhà, đừng trở thành những người chỉ đi mua kiến thức, mà hãy biến nó thành kỹ năng. Biến nó thành kỹ năng thì mọi người thấy phải trả giá nhiều không? Đêm hôm qua mấy giờ em ngủ? Hầu như anh mới vào trong hộ thấy em ngủ muộn không? 3-4 giờ còn em ở không? Xin lỗi, muốn thành công phải trả những cái giá cực kỳ đắt. Không phải là cứ ngồi ly ở trên này để mà nhìn vào đây là nó trả cho mình được giá trị. Không phải là cứ ngồi ly trên này nhiều năm thì nói rằng tao nhiều năm kinh nghiệm. Nhiều năm kinh nghiệm của một kiến thức để mất tiền thì có nghĩa là kiến thức đấy là kiến thức mất tiền. Phải làm sao biến được nó thành ra những giá trị được gọi là đem về cho mình tiền. Và gì nhỉ, muốn đem được về cho mình tiền thì mất thì phải hỏi ra mình nhỉ, tại sao tao lại vào lệnh đó, diễn biến tâm lý tao như thế nào, và gì nhỉ, tại sao tao không kiểm soát được hành động. Hầu như mọi người bị một thứ là nhỉ, khi tham gia vào là nhỉ, ra ngoài giao dịch thì luôn luôn có một cái cảm giác, của em nói thật nhé, là nghĩ rằng tiền phải có giao dịch bằng tiền thật nó mới có động lực. Không tin nhá, anh em ở đây muốn mở tài khoản 1.000, về nói cả con vợ ấy, anh đưa cho em cầm tạm 1.000 đô,
rồi anh ra mở cái demo 1.000 đi, xem đánh ăn không, hay là từ giờ cho đến cuối năm nó bay hết cả căn nhà, cộng lại xem có nhiều không. Mới đầu có ai nghĩ rằng mình sẽ mất là 1 tỷ, hay là chỉ nghĩ rằng thì nhà ta bỏ ra con 500 đô một ngày ta kiếm 50 đô, nhưng mà cuối cùng thì nhà mất 500 đô đấy lại tiếp tục nạp, bởi vì ngay từ ban đầu cái đấy là một trong những quá trình của vấn đề kiến thức cơ bản là quản trị vốn, là mình đã đi sai rồi. Quản trị vốn không phải là vấn đề là nhà ở trong này là mình sẽ phải SL hay take profit ở đâu, mà quản trị vốn là mình đã đánh giá được thị trường đấy chưa, mình đã đánh giá được năng lực của bản thân mình chưa, có đúng không ạ? Thế nên khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này, anh em đừng có mà bao giờ đi hỏi em rằng nhà alo. À, mình đang có việc nhé. Đó, thế nên mọi người nên gì nhỉ? Đi chậm lại. Toàn bộ không có một nơi nào dám chứng minh cho mọi người thực tế. Thế nên em mới bảo là nhỉ, thoái hết vốn ra và là nhỉ, tập luyện để em chứng minh cho mọi người xem. Rồi trong một năm đấy mọi người nhìn lại xem mọi người đã đạt được những giá trị gì. Và gì nhỉ, mọi người đã đánh giá được chưa? Bởi vì giữa đánh demo này là gì nhỉ? Để mà mình hiểu được phương pháp, mình hiểu được thị trường, mình biết kìm nén của bản thân mình như nào, mình nhìn nhận được dấu hiệu như thế nào. Rồi khi bắt đầu mình cảm thấy ok, ta đã nhìn được những cái sai lầm của tao đây rồi, thì lúc đấy ta làm sao ta phải đi từ 10 đô này lên 1.000 đô trong suốt từ 1 đến 2 năm. Có được như vậy thì sau này ra mới có quyết định được. Tài khoản nhỏ mà đi lên được tài khoản lớn thì sau này vững vào lệnh thì có xử lý được không? Bây giờ thì nhỉ, demo ta còn chưa có hiểu vấn đề gì hết. Tao đánh mà mới có vài ba lệnh mà đòi tao ăn được tiền, vậy thì xin lỗi, từ demo bước vào trong thị trường thật chết tiền. Đó. Đấy mọi người xem. Thế nên là nhỉ, khi mà gì nhỉ, anh em mình giao dịch, anh em mình làm cái gì đó, anh em nên cẩn trọng lắm. Nhá. Em nói thật, đến bây giờ em trải qua nhiều, em chia sẻ cho mọi người nhiều, thì em mới bảo là nhỉ, anh em giao dịch đừng có đi học kiến thức, mà thì nhỉ, hãy tập nó thành nhà kỹ năng. Đi mua kiến thức thì dễ lắm, nhưng mà thì nhỉ, để vận dụng vào trong thực tế nó thành kỹ năng là cả một quá trình. Nếu mà mua kiến thức mà nó có thể tạo được ra giá trị thực tiễn, mua xong ra ngoài có thể mà chỗ nào mà nói rằng là mua bí kíp để có thể giao dịch thành công được mà hết đi chứng minh được là gì nhỉ, mua xong ví dụ nó nói là một năm sau mà gì nhỉ, chây được em mẹ đóng tiền cho nó luôn. Bởi vì giữa kiến thức đây để áp dụng vào thực tế nó là cả quá trình rất là dài. Đó. Chứ nó không thể nào là nhỉ, nó ngắn gọn đâu. Có những người có thể nhà đi cực kỳ nhanh, có những người đi cực kỳ chậm, và có những người sẽ chẳng bao giờ đến được cái đích ở trên cái thị trường này. Bởi vì tất cả hầu như bản thân của những người đấy, họ chỉ có một thứ sứ mệnh duy nhất, đó là nhà sứ mệnh của họ là làm sao để mà gì nhỉ, có được phương pháp để ra ngoài lao vào giao dịch ngay lập tức. Phương pháp không phải là thứ giá trị sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể thành công. Phương pháp là chỉ là yếu tố 5% thôi. Còn sự trải nghiệm, kinh nghiệm, kỹ năng của mình nó mới là cả quá trình, nó mới là yếu tố quyết định. Em có nhắc vấn đề đấy không? Đó, thế nên anh em cần phải nhìn nhận lại. Nhá. Toàn bộ anh em đây đi vào học phương pháp của em thì mọi người phải hiểu rằng hình có những buổi nó ép ở trong này nên dành thời gian xuống theo dõi em. Và tại làm sao em vẫn cho anh em coi tài khoản là thực tế hết. Nó đây, coi hết tài khoản và hướng dẫn mọi người đánh thực tế hết. Vậy thì mọi người phải hiểu rằng này nhỉ, mọi người đừng có mà lén mở tài khoản, bởi vì em có mở tài khoản cho anh để làm IB không? Em không hề làm IB cho bất kỳ một sàn nào và cũng không hướng dẫn. Bởi vì em muốn anh em phải đi từ từ lên. Nha. Đó, và gì nhỉ, anh em đừng có nóng, bởi vì nóng sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết. Nóng cuối cùng chỉ giúp mọi người mất tiền mà thôi. Hãy để kiến thức, để em chứng minh, rồi mọi người nhìn nhận giá trị đó, và để mọi người có thời gian để biến nó thành nhà kỹ năng.
chứ đừng có để đi siêu tập phương pháp để bỏ tiền ra để đi mua kiến thức về là chết bỏ mạnh. Ok chưa? Đó thì đấy em chia sẻ để cho anh em hiểu rõ. Và thì nhà đừng có bao giờ giống như ở các ngoài khác là nhà, ở trên đây là thị trường về đầu tư, thị trường về đầu tư nó liên quan đến tiền thì phải tất cả mọi thứ phải được chứng minh ở trên, mọi người vẫn nhớ là phải được chứng minh bằng trên chính tài khoản, chứ không có vụ là nhà mà chứng minh xong rồi chụp một cái tài khoản ngân hàng là không có vụ đấy nhỉ. Phải chứng minh ở trên này và nhìn thấy rõ thực tế giao dịch như thế nào thì đó mới là cả quá trình. Ok không ạ? Thì em mong muốn rằng những gì mà em chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho mọi người tham gia vào cái khóa học này thì em rất cảm ơn. Và gì nhỉ, mong muốn rằng anh em đi chậm lại và đừng có ném tiền và đi từ cái nhỏ đi lên. Và em luôn luôn đánh từ cái nhỏ đi lên không? Đó. Và em thật sự ra thì đến giờ em không có, em chỉ khuyên anh em này nhỉ, đừng bao giờ giống như bọn bên ngoài nó nói với cả mọi người là mỗi ngày phải kiếm bao nhiêu tiền, mỗi ngày phải đánh bao nhiêu lệnh, mỗi ngày phải ăn bao nhiêu bít. Nó nói đấy là quản lý vốn đúng không? Xong rồi một tuần như nào, một tháng như nào, một quý như nào, một năm như nào, đúng không? Bắt đầu nó mới vẽ ra cho mọi người một thứ đó là nhỉ, ừ, với cả tài khoản 1.000 thì mỗi ngày được bao nhiêu tiền, bao nhiêu bít, sẽ tiết kiệm được bao nhiêu đúng không? Xong rồi lên một tuần, một tháng, một quý, một năm rồi sẽ thành ra bao nhiêu tiền. Đấy là bánh vẽ của những thằng không làm được giá trị. Đầu tư không có vụ mà gì nhỉ, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, mà đầu tư nó dựa trên một thứ giá trị duy nhất, đó là nhà kỹ năng và năng lực để đánh giá cơ hội đó để mà mình quyết định. Đầu tư chỉ có một thứ, mọi người phải hiểu rằng nhà đầu tư và cờ bạc nó là gì. Đầu tư là mình đánh giá được mọi giá trị ở hiện tại có đem được về trong tương lai hay là không, mọi giá trị ở hiện tại chỗ này có đem được về trong tương lai không, và cái khoảng trong cái khoảng biên độ thời gian này chính là rủi ro mà mình phải quản trị được nó, có đúng không? Chứ không phải là nhờ anh em mình vào anh em chỉ nhìn thấy đây, vậy thì quay lại ngược lại hỏi những thằng đưa ra cho mình giá trị đấy, mọi người có thấy một vấn đề là nhờ bọn nó có cho mình thấy được cái lỗ không? Bọn nó nói đến cái chiều lỗ chỉ là nếu mà mất tôi chỉ mất 3%, đúng hết. Đúng không? Sao không nói mà hôm nay tao mất 3%, mai tao mất 3%, mốt tao mất 3%, đó là tao không đánh được thì sao? Thế nên em mới quay lại một vấn đề này nhỉ. Mọi người muốn đánh được hay không thì phải tập trung vào cho em một thứ, đó là nhỉ. Giá. Trong phương pháp của em có một cái khó, đó là nhỉ, em yêu cầu không có giải lệnh. Có thấy bao giờ em đánh giải lệnh không? Em yêu cầu một thứ giá trị khi mà nhà vận dụng phương pháp của em, đó là một lệnh phải quyết định toàn bộ. Bởi vì khi mà vào trong cuộc sống này, mọi người phải hiểu rằng ở trong cái cuộc sống này làm gì có cơ hội mà gì nhỉ, ngày nào cũng diễn ra cơ hội, ngày nào cũng diễn ra thì bán vé số đi có giàu không, có đúng không ạ? Mình chỉ có một cơ hội duy nhất để mà mình quyết định về giá trị đó. Và gì nhỉ, làm sao ở trong đầu tư mình bỏ vốn càng ít mình đem được về giá trị lợi nhuận càng cao thì đó mới là nhà đầu tư thành công. Mà để làm được đấy thì cần phải có cả khoảng thời gian dài không, để mà trải nghiệm để luyện tập không? Hôm nay mọi người đi một tí nhưng nhìn lại ấy, thì là cả khoảng thời gian rất là dài. Nhưng mà hôm nay đi tí nhưng mà gì nhỉ, mọi người không cảm thấy nó gì dài đâu, nhưng mà đi cả khoảng thời gian này mọi người nhìn lại rất là dài. Và đừng để mà gì nhỉ, nghĩ rằng là tài sản của mình còn nhiều xong cuối cùng nó quay lại phát toạch một phát là mất hết, mất cho bằng hết nhá, nhớ nha. Đó. Còn cờ bạc là gì? Cờ bạc ở trong đầu tư đó chính là gì nhỉ? Mình đéo cần phải tính toán về bất kỳ một giá trị gì hết, mà mình chỉ có ra đó là nhỉ, hên xui. Đấy là em giải thích rõ luôn. Ai nói rằng với em này nhỉ, đầu tư là hên xui, em không có tin. Bởi vì tất cả đều phải là tính toán. Đầu tư là gì? Em phải tính toán về năng lực của bản thân em, có đúng không? Em phải tính toán nguồn vốn của em có đúng không? Rồi kế tiếp là gì nhỉ? Rủi ro em phải chịu là phải lên hàng đầu, có đúng không? Rồi sau đó mới là lợi nhuận. Và trong rủi ro này thì là phải rủi ro nhiều nhất, rủi ro ít nhất, rồi mới đến cái thứ ba là cái hòa vốn, rồi mới đến cái kế tiếp là cái lợi nhuận ít nhất và lợi nhuận tối cao nhất. Nhưng ở bên ngoài nó luôn luôn là nhỉ, lợi nhuận là bao nhiêu, rủi ro né hết.
đó anh em cần phải để ý. Còn cờ bạc là gì? Xin lỗi anh chỉ có chẵn lẻ. Chẵn lẻ nó có đúng là nhà bay hoặc là xe không? Có đúng không? Cuộc sống nó chỉ có quyết định và không quyết định thôi. Bản thân anh em mình vô trách nhiệm với cả con đường của anh em đi và vô trách nhiệm với cả những gì mà anh em làm, đó là nhỉ. Khi mà anh em xảy ra vấn đề này trong cuộc sống, anh em không chịu nhìn lại lý do tại sao ta đang vướng ở đây. Và để mà kiểm soát được bản thân, hầu như mọi người thấy nhỉ, ở trên thị trường những cái người người ta thành công ở bất kỳ ngành nghề nào đó, họ luôn luôn có một thứ là nhỉ, nhìn lại trước khi họ quyết định. Có đúng không? Có đâu những người mà gì nhỉ, không thành công đó nhỉ, họ đéo cần nhìn lại trước khi họ quyết định, mà họ chỉ có lập đi lập lại một thứ giá trị đó nhỉ, giá trị mất tiền mà thôi. Đó. Thế nên em mới chia sẻ để anh em hiểu rõ vấn đề này và mong muốn rằng anh em phải biến kiến thức nó thành kỹ năng. Thời gian bao nhiêu là do anh em quyết định. Còn em sẽ là người chứng minh về toàn bộ kiến thức về giá trị ở trên thị trường cho anh em xem. Ok không ạ? Rồi, hôm nay sẽ đi vào bài kế tiếp nha. Rồi, tắt đi nha.